Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trước mắt anh em là dòng Kia Carnival nhá. Cái bản này là cái bản máy dầu Signature. Thì trong cái video ngày hôm nay em xin phép được chia sẻ cái giá bán, cập nhật các chương trình ưu đãi khuyến mại của cái dòng Kia Carnival này tại thời điểm cuối tháng 1 anh em nhé. Thì cụ thể hôm nay cũng đã là ngày 29 của tháng 1 rồi. Với cái chính sách giá bán mới như thế này thì em sẽ chia sẻ sẽ là chi tiết hơn anh em nhé. Thì dòng Carnival này sẽ có 5 sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm một phiên bản máy xăng và 4 phiên bản máy dầu anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ cập nhật chính sách giá bán mới nhất cho anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản máy xăng 3.5 Signature. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 869 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại và quà tặng tại thời điểm cuối tháng 1 này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội ý, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 2 tỷ 101 triệu. Trả góp thì đang là 520 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 2 tỷ 069 triệu. Trả góp thì đang là 483 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh ấy thì hiện tại đang vào khoảng 2 tỷ 051 triệu. Trả góp thì đang là 465 triệu. Đó. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh anh em nhé. Vì em là người trực tiếp đứng bán nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm về chính sách cũng như là tất cả các chương trình ưu đãi khuyến mại mà em sẽ gửi tới cho anh em nhé. Đó. Những cái khoản mà em đang tính cho anh em nhé, nó bao gồm các chi phí cứng anh em tự đi đăng ký. Nó bao gồm tiền thuế trước bạ này, thì biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đó. Đối với những anh em mua qua trả góp ấy thì em đang tính và hỗ trợ cho anh em khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm anh em nhé. Còn tùy thuộc anh em cân đối có thể là lấy vay cái khoản tiền như nào thì anh em có thể là tự cân đối em nhé. Đó. Ok. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em 4 cái phiên bản máy dầu. Đầu tiên đó là cái bản 2.2 Signature. Cái bản này là bản 7 ghế anh em nhé. Cái bản này thì hiện tại đang có giá là 1 tỷ 509 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại nhé, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội ấy, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 695 triệu. Trả góp thì đang là 420 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 671 triệu. Trả góp thì đang là 391 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì hiện tại anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 653 triệu. Trả góp thì đang là 373 triệu. Đó. Nghĩa thế rồi, khi anh em gọi điện cho em thì giá xe nó sẽ rất là chi tiết và giá sẽ là cụ thể nhất anh em nhé. Và cái tiến độ xe của bên em ấy, hiện tại bên em rất là nhiều xe giao ngay cái phiên bản 2.2 Signature này anh em nhé. Tại thời điểm em đang chia sẻ này thì bên em đang còn đủ màu giao ngay cho anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 2 của máy dầu. Đó là cái bản 2.2D Premium 7 ghế. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 419 triệu. Để lăn bánh tại khu vực Hà Nội ý, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 599 triệu. Trả góp thì đang là 401 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại nó đang vào khoảng 1 tỷ 576 triệu. trả góp thì đang là 372 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh ấy, thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 558 triệu. Trả góp thì đang là 354 triệu. Đó. Với cái bản 2.2 Premium 7 ghế này thì hiện tại bên em còn một xe màu trắng giao ngay cho anh em tại thời điểm em đang chia sẻ anh em nhé. Còn một xe màu đen và một xe màu xanh nữa thì đang về rồi. Khoảng là mùng 15 này, tháng 2 này nó sẽ về tới showroom bên em rồi anh em nhé. Anh em nào mà cân đối lấy ngay, đặt trước để thời điểm đấy nó về thì anh em có thể đặt ngay để vừa kịp cái tiến độ anh em lấy xe anh em nhé. Đó. Ok. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3 của máy dầu. Đó là bản 2.2 Premium bản 8 ghế. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 349 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như quà tặng tại thời điểm cuối tháng 1 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội ấy, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 520 triệu. Trả góp thì đang là 381 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 498 triệu. Trả góp thì đang là 354 triệu. Lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 480 triệu. Trả góp thì đang là 336 triệu. Đó. Khi anh em gọi điện cho em thì cái chính sách, cái giá bán nó sẽ cực kỳ là ưu đãi anh em nhé. Vì em là người trực tiếp đứng bán nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm về chính sách cũng như là tất cả các chương trình ưu đãi khuyến mại mà em sẽ gửi tới cho anh em nhé. Về cái bản 2.2 Premium 8 ghế này, anh em đặt tại thời điểm này sẽ phải giao xe vào cuối tháng 2 dương lịch này anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý giúp em. Ok. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 4 của máy dầu. Đó là cái bản 2.2 Luxury. Cái bản này là bản 8 ghế anh em nhé. Cái bản Luxury này thì hiện tại đang có giá là 1 tỷ 269 triệu. Với cái bản Luxury này thì hiện tại cái ưu đãi của nó tương đối là tốt anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại ấy, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 426 triệu. Trả góp thì đang là 356 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 407 triệu. Trả góp thì đang là 332 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 389 triệu. Trả góp thì đang là 313 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cụ thể cho anh em tất cả các phiên bản của cái dòng xe Kia Carnival tại thời điểm cuối tháng 1 này rồi. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh. Vì kênh Xe Giá Tốt 24 giờ là kênh em trực tiếp đứng bán và cập nhật cái chính sách, cái giá bán mới nhất và liên tục cho anh em, để anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Kia Carnival này hay là các xe có cùng phân khúc có trên thị trường anh em nhé. Đó. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.